Hello, chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm mồi cho lươn ăn. Đầu tiên, chúng ta cần có cá sặc hoặc cá tạp. Chúng ta sau khi bắt về, chúng ta hấp lên và vài con ốc bươu vàng cũng hấp lên và lấy ra, lấy phần thịt này thôi. Sau đó là chúng ta cần một ít tỏi, một vài củ tỏi băm dập ra, một gói men tiêu hóa, của trẻ con ấy, cứ ra tiệm thuốc mua là được, và một ít cám, cá lóc, độ đạm từ 30 đến 40%, protein 30 đến 40%. À, chúng ta cần một cái cối xay. Đây là mình nuôi ít nên là mình sẽ làm cối xay tay. Bạn nào mà nuôi nhiều thì cần dùng máy. Còn sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn, mình sẽ làm cho các bạn xem. Sau khi chúng ta nghiền xong được một lượt như thế này, nó sẽ mịn tới hết ra, và chúng ta sẽ cho hết tỏi này vô. Và mình sẽ rắc cái men tiêu hóa là đều đấy nhé. Và mình không có chân máy quay nên mình phải quay bằng tay nên là làm hơi khó. Trộn đều đấy nhá. Công thức phối trộn thì lát nữa mình sẽ để ở dưới phần mô tả. Bạn nhấn vào phần mô tả là sẽ biết cách tỷ lệ pha trộn. Các bạn trộn đều đấy nhá. Sau khi trộn đều, chúng ta sẽ cho vào đến trong cái túi bóng này cũng được, hoặc là cho vào một cái gì đấy đựng. Mình sẽ cho nó vào đây. Sẽ cho vào một cái khay.
bạn tỏi nên đập dập ra thì ngon hơn là băm, dập mịn ra. Mình sẽ cho vào một cái khay như thế này. Khi chúng ta bỏ vào hộp, chúng ta sẽ lấy bịch bóng bọc kín vào, chúng ta cho vào tủ lạnh. Nếu các bạn làm buổi chiều thì có thể cho nó ăn luôn. Đây là mình làm buổi sáng nên mình sẽ bỏ vào tủ lạnh và để đến chiều sẽ cho nó ăn. Mình luộc ít lên là chừng đây có thể ăn mấy ngày đây, có thể ăn 3 đến 4 ngày. Các bạn cứ bỏ vào tủ lạnh, bỏ vào ngăn mát sẽ để được 3-4 ngày. Nếu mà không có tủ lạnh, mà thời buổi này ai ở nhà ai chả có tủ lạnh, không có tủ lạnh thì chúng ta cũng có thể làm ít một thôi, làm cho vừa đủ ăn thôi. Cá sạch chúng ta có thể là nhốt vào một cái gì đấy cho nó sống đi, để cho 3-4 ngày rồi sẽ ngày nào cho ăn thì bắt ra hấp lên rồi xay ra cho ăn. Chúng ta bỏ vào tủ lạnh. Chúng ta bỏ vào ngăn mát nhé. Bây giờ chúng ta đến 5 giờ chiều, ta sẽ lấy cho nó ăn. Lấy một ít này nhé. Mình sẽ vứt vào một chỗ cố định, chỗ mà có đây này. Đó, ngày nào mình vứt chỗ này. Giờ thì mình không lấy cái đồ lấy nó ra là hơi khó đấy. Có một tay thôi, không có đồ giữ. Mình sẽ vứt vào chỗ này. Mà hôm thì mình cho ăn tầm 5:30-6 giờ. Hôm nay quay video nên là phải cho nó ăn sớm. Ăn sớm mới quay được. Ở đây mình có vài ít lươn thôi nên mình sẽ cho nó ăn ít thôi. Cái hộp này của mình nó phải ăn được cả tuần. Mình cứ bỏ vào ngăn mát thôi. Đây mình sẽ quay cho các bạn xem nó ăn này. Bên đây bắt đầu ăn này. Các bạn nghe gì chưa? Chút chút chút. Thế là bên đây nè.
chưa nhìn thấy đầu nó luôn, nó chưa nên ăn đâu. Đó, vì mình quay đây nên ban ngày sáng quá này nó không dám ăn. Bạn nhìn rõ con lươn chưa? Giờ mình quay video nó sợ. Bọn bên này nó không sợ này. Of old, the legends and the myths, Achilles and his gold, Hercules and his gifts, Spider-Man's control, and Batman with his fist.